sáng chiều là tôi đi. Dạ. Chạy xe đạp, chưa có chiếc xe Honda. Dạ. Là tôi nói nó tránh ra, ra rẹt 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 rồi thấy chưa? Dạ, là buổi chiều. Buổi chiều, chân dạ, chân dạ là thấy. Dạ. Ừ. Wow. Còn nhiều khi mà tôi ở nhà mà tôi uống nước trà tôi dòm qua bên mép bên sông mà cái rạch nhỏ chứ đâu có lớn đâu. Dạ. Mà tôi thấy nó đi, thấy thật chân à. Nó đi như mình vậy đó, nó không có khác chỗ nào chân á. Dạ. Nhưng mà cái hồn của nó tụ lại nha, nó tụ lại nó đi ăn như mình vậy đó. Dạ. Không khác. Gì không ừ. Là mình nhìn vô nó giống như người bình thường. Rồi mình nháy con mắt ha, là coi mình nháy con mắt cái là nó tan ra liền. Bởi vì cái bằng hồn bằng gió. Nó bằng gió. Gió nó tụ hay gì? Ừ. Cái mà nó tụ lại, nó hiện lại cái mình thấy. Ừ. Là mình thấy y ra nghe con người vậy đó. Dạ. Cái độc đáo vậy chứ. Mà tôi thấy ăn, thường thường á, nó biến đủ thứ hết. Ừ. Nó quá là con bò, con trâu, hoặc con chó, con vịt, con cá. Dạ. Nó biến quá, nó đủ thứ vậy. Dạ. Cái đó là nó nếm về là nó chết, nếm về nó tà, nó không tu đó. Dạ. Thành ra cái nghiệp nó phải vậy. Dạ, như vậy là ông Tư đã từng bắt gặp là cái cảnh là nó đi ngang bên sông hay ông Tư ha? Ờ, thấy. Đúng không? Tư đang uống nước trà ha? Ờ, đang thấy rõ ràng vậy đó. Giờ thấy biết rồi đó, để giờ coi tí thế nào. Nó khuất ngang vậy cái là có cái cây nào mà nó lớn vậy thôi. Dạ. Mà đi ngang qua vậy là nó phức ngang cái là nó biến liền, mất nó, liền. Nó đi xuyên qua cái cây luôn. Ừ, biến liền. Coi như mình không thấy nó nữa. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà cùng theo chân Ngôn để mình cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với ông Tư, một ông đạo ẩn nơi Am Cốc. Dạ rồi, ở ông Tư thì khá là đặc biệt vì ông đã mất đi hai lần và sống lại bằng một cái cách nào đó kỳ lạ đã cho ông được sống lại. Dạ. À, và cũng từ cái lúc mà sống lại kỳ lạ này thì ông có được một cái đôi mắt khác với những người bình thường, một cái đôi mắt âm dương, ông có thể nhìn được những người cõi âm cũng như là những cái quan hồn. Dạ rồi, để tìm hiểu về câu chuyện kỳ lạ của ông Tư, một ông đạo ẩn này là như thế nào thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Xin chào. Dạ, con xin gửi lời chào ông Tư ạ. Dạ, dạ thưa ông Tư, ngày hôm nay cũng nhờ có đủ nhân viên á ông Tư, cho nên con được gặp gỡ và trò chuyện cùng với ông Tư. Con thì nghe nói được là ông Tư hình như là có mất đi một lần và sống lại. Hy vọng rằng ngày hôm nay ông Tư cho con được biết câu chuyện ngày hôm đó nó diễn ra như thế nào ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nay nhờ Đức Phật cũng cho phép để con nói lên những cái điều của con đã vừa qua đã thấy đậm như thế nào đó. Nay nhờ Đức Phật gia hộ độ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì hồi đó thì tôi đang ngủ. Dạ. Sao tự nhiên rồi cái chết đây tôi không hay, không biết gì hết. Dạ. Rồi con vợ tôi nó kêu tôi không lên tiếng chứ. Rồi nó cấp đó mà nó kéo tôi mà này kia, tôi không biết gì hết. Rồi nó cái cạo gió tôi. Yeah. Thì vừa qua là nó cạo gió tôi cũng không hay, không biết gì hết. Rồi bên sông có chị Úc, kế một bên đó chị nghe, chị qua, chị cũng cạo gió nữa. Mà không có biết gì hết. Mới chở đi ra chậm xa. Ra chậm xa ra ngoài một hồi rồi ấy, tự nhiên là tỉnh lại bình thường lại. Coi như là không có bệnh hoạn gì hết. Dạ. Rồi qua hai ngày sau, lúc ban ngày nha. Rồi như vậy là tôi mới nằm xuống. Cũng y như vậy nữa đó. Coi như là chết gì đó, không biết cũng vậy chứ. Rồi anh em thấy vậy đó, mới chở đi, chở ra chăm sóc lần nữa, mà chở là tôi dễ chết. Ba bốn người lớn con lắm nha, mà đè tôi á. Dạ. Đè mà đè không nổi đó, không đợi. Rồi chở ra ngoài rồi tôi mới tỉnh. Tỉnh lại rồi cái
về anh em mới nói lại, nói tại sao ông ốm quá ốm mà ba bốn người lớn như vậy đây mà bệnh không nổi. Dạ. Lúc đó là chở bằng ghe không mà không có xe. Đó như vậy sợ dân xong. Dạ. Rồi đó vừa qua lên đi lên đó đi ra chăm sóc rồi mới hết. Hết rồi cái từ đó tới sau cái tự nhiên ăn tương luôn. Qua. Wow. Ăn tương niệm Phật. Rồi cái cho thấy đủ hết. Dạ. Khác gì Phật cho thấy. Dạ thưa ông Tư, ông Tư cho con hỏi thăm á, là trong cái thời gian mà ông Tư chết đi như vậy á, rồi lúc đó là ông Tư có biết được những cái chuyện gì xung quanh nó đang diễn ra hay không ông Tư? Có hồi lúc chết đó thì không biết. Dạ. Thế chừng mà lúc mình tỉnh rồi sau này mình nằm ngủ á, thì quyền di ân trên cho thấy. Dạ. Cho thấy các vị Phật á. Dạ, như vậy là ông Tư mất đi hai lần. Mất hai lần. Dạ. Lần thứ hai thì ông Tư mới được thấy. Rồi cho thấy đủ hết. Rồi về kêu là làm bệnh, đổ bệnh cho người ta. Dạ, là các ngài ở trên là về kêu ông Tư là... Kêu, giờ mình làm cái đó vậy đó. Dạ. Dạ thưa ông Tư có thể kể cho con biết được cái ngày hôm đó khi mà ông Tư gặp được các ngài nó như thế nào hay không ạ? Thì cái gặp thì không gặp. Dạ. Kêu dân dẫn trong cái lỗ tai mình á. Dạ. Bây giờ mày làm cái đó, giờ mày trị bệnh tà. Thì mày làm, mày cứu người ta. Thì coi như vậy mình làm bệnh tà. Mà cái lúc tôi làm bệnh, tôi đâu có biết làm bệnh đâu. Dạ. Chỉ là nghe nói vậy thôi, không biết. Tới chừng mà cái bệnh ta tới đó, mình cũng sợ biết làm ta có hết ra không. Dạ. À, như vậy đó. Cho nên giờ tôi mới suy nghĩ và tôi tính không chịu làm. Dạ. Không chịu làm, bởi mình đâu biết. Thì sao không biết, rồi cái tự nhiên là trên độ sao á. Thì tôi mới kêu cái người bệnh đó, thôi trình của quyền đi với Đức Phật đi. Dạ. Thì tôi xin cho. Thì nói vậy đó. Thì người ta làm lễ, người ta cúng rồi, đàng hoàng ấy xuống rồi tôi mới kêu. Dạ. Tôi mới hỏi chứ giờ khác phần nào mà về ở trong cái xác này đây. Đó, do nên như vậy tự nhiên người ta lên. Bực lên nói. Nói là tôi... Nhập vào người ông Tư luôn hả? Không có. Dạ. Cái xác mình đã. Dạ. Cái xác người bệnh đó. Người bệnh tự nhiên nói chuyện luôn. Mình kêu người ta nói chuyện, khai khẩu người ta nói chuyện. Wow. Đó, do nên người ta nói mình phải hỏi người ta rồi. Hồi đó làm sao chết, chết gì, bệnh gì, kể lại cho trong gia đình ta biết. Dạ. Chỉ có cố bằng cái sự thật gì không. Cái nó khai hết. Nó khai thì rồi cái kêu trong gia đình nói đi, hỏi đi. Dạ. Hỏi đã đợi đi, hỏi xong xuôi đàng hoàng tới tôi. Thì thế tôi khuyên. Dạ. Tôi khuyên rồi thôi bây giờ các vị thôi giờ đi tu đi. Vô cái xác này chi. Mà vô xác này đâu có lợi gì cho cái xác. Dạ. Đó thôi giờ đi tu đi, để sau này về là bắt đầu về cứu dân độ thế. Thì dạ. Nếu mà mấy cái linh hồn đó nó chịu đi tu thì mình đưa ra đi tu. Dạ. Thì nó ra kêu nó rồi cái bắt đầu nó ra đi phiếu à. Nó ra mình giấy tên họ nó nghe cho di thần kè đi. Dạ. Coi một lần á tôi gặp một bà Phật Quan Âm mà tôi nói tà không à. Dạ. Tôi đâu biết mà tôi dẫn mấy đứa nhỏ đi, tôi nói thôi tránh chỗ khác nha, đừng đi ngã này đi ngã kia. Cái bà nói đừng có sợ, không có sao đâu. Lại tôi giờ tôi thấy cái hình tượng y chang gì đó, hay Phật mẹ ông Âm gì đó. Dạ. Bắt đầu bà xịt khói gì nè, bay ra bà bay về chợ luôn. Thấy rõ ràng. Dạ. Rồi sau này á, lúc mà tôi thấy là tôi nấu mâm cơm để ăn, gặp một ông già cũng mặc bộ đồ đen. Dạ. Hen. Mặc bộ đồ đen ấy, cái tôi mới mời ổng ăn cơm. Ổng mời ổng ăn cơm thì ổng cũng ngồi. Thì tôi dọn cho ổng viên. Mà ăn cơm chay nha, tương nha. Dạ. Ăn với bí hầm dừa nữa. Giờ cái ổng nói ổng đâu múc nhiều dữ vậy.
muốn cho tao ít ít thôi, múc cho ổng một lầy thôi. Tôi nói vợ tôi nói ổng già rồi, dạ. Tôi nghĩ bảo múc cho ổng ăn đi. Vậy cái ông thấy vậy dưới này vợ con tôi ăn hết rồi, cái ông mới xớt qua. Tôi nói thôi ông ơi ông ăn đi. Ông nói thôi được, cái ông mới xớt qua còn nửa tô. Dạ. Nửa tô tôi lấy cái tô của tôi còn nguyên mà tôi chưa ăn nha. Xớt lại cho ổng, đầy tô lại. Rồi ông xớt xuống này cho con vợ con tôi ăn. Đó, vì vậy giờ cái sao tôi ngoái qua này rồi tôi trở lại tôi lấy cái sao cái tô. Dừng lên, đầy lại. Là tôi biết là ông Di Đà. Dạ, lạ kỳ gì ông Tư? Đó, như vậy đó. Như vậy là trong lúc đó là vợ con của ông Tư có thấy ông lão hay không ông Tư? Không có, có mình tôi à, tôi thấy à, vậy đâu, có mình tôi à. Dạ, ông Tư chỉ thấy mình nên ông Tư thôi. À. Còn vợ con ông Tư thì không có được thấy. Không được thấy. Dạ. Bởi mình à, lúc đầu là mình có duyên với Phật Pháp mình đâu có biết được. Dạ. Dạ cho mình thấy vậy. Thằng cho mình trả lại mình đường đạo đức đây mình tu. Để mình cứu người. Dạ. Rồi trong khi cái tâm linh của chú Tư đó, hồi ấy tới giờ các vị chư thần có nằm mộng thấy các vị thần về ứng mộng gì không chú Tư? Có thấy bên trong quan nha. Đọc chú Tư kể cho con nghe. Cái lúc mà tôi mang cái cặp táp mà tôi đi coi vậy là bên trong quan nha, tôi nói nha, đông lắm luôn. Dạ. Coi vậy là nam có, nữ có, nữ theo nữ, nam theo nam. Là coi độ mão hết. Dạ. Coi đứng cũng như mình, thường thường cũng như mình đi nghiêm, đi đều vậy đó. Dạ. Nó bằng trang vậy đó. Vậy tôi đi vòng vòng, tôi nghe ở dưới kia sao mà tiếng súng nổ quá. Tôi nói, tôi mới nói, coi chừng nó tới nha. Chừng coi canh gác. Thì tôi nói vậy thôi. Giờ cái mấy ông kia nói không có đâu, nó không dám tới đây đâu. Đó, giờ nên tôi thấy vậy đó. Dạ. Rồi thấy thời gian như vậy rồi sau này, rồi mới kêu, sau này giờ tôi mới thấy là có tôi đi trên Đồng Sơn mà tôi cũng chưa biết Đồng Sơn đó. Dạ. Hồi nào giờ đâu có biết. Dạ. Sao mà tôi ngủ vậy đó rồi cái đầu tôi nè, nó xiết vô nè. Như cái giọng kim cô. Dạ. Như giọng kim cô vậy tôi đập đầu rồi, tôi thức vậy tôi đập đầu gối vậy nè. Coi như không sức, vẫn cứng như thường. Dạ. Tôi mới nhắm mắt, niệm Phật lại. Thì niệm Phật lại rồi là cái dĩa là đi lên Tầm Sơn mình không có biết mà đi nóc chùa cúng. Nha. Tôi đi nóc chùa tôi đi cúng mà tôi đi nhẹ nhẹ. Làm sao mà tôi nghe một tiếng người đàn bà nói. Nói mẹ đâu ạ? Dạ. Tôi mới nói rằng tôi đi cầu nguyện, tôi giái nguyện tôi xin. Hỏi cái bà hỏi mày xin cái gì? Cái bà nói vậy cái tôi mới nói nhân ba thánh giờ đã đau quá nhiều. Dạ. Ta nghèo khổ ta không có tiền. Anh vợ tôi lên đây tôi cầu nguyện tôi xin. Bà nói được. Bà nói thì mày theo tao. Mà tôi có đâu có thấy bà đâu. Dạ. Chỉ nghe tiếng nói người đàn bà thôi. Rồi cái tôi mới bà nói vậy đó, thôi đi. Mà đi nó cừu tôi nhẹ nhẹ tôi sợ nó sập. Bà nói không sập nó không sợ. Rồi tôi mới trả lời cho bà. Tôi mới nói ở dưới sao mình không cúng mà mình đi trên này rồi ông chú chùa ông la sao. Bà nói không có la đâu. Đừng sợ. Đi đi. Thì đi tới tới nóc chùa rồi á. Tới đó mới bà biểu thôi mình quỳ xuống đây mà lại Nam Mô với là Phật đi. Tôi cũng nghe lời. Dạ. Tôi lại Nam Mô A Di Đà Phật ba tiếng rồi ba lại ba lần gì đó rồi bà mới nguyện bà nói bà giải Nam Mô A Di Đà Phật như vậy là tôi ngoái ra tôi gặp bà mặc nguyên bộ đồ đen. Dạ lần này thì ông Tư được gặp. Gặp nguyên bộ đồ đen. Dạ. Rồi cái bà nguyện cái bà Nam Mô A Di Đà Phật là trên trời xuống cục bự gì nha. Dạ. Sáng chân luôn. Chiếu cục lửa hay là chiếu ra sao? Cũng như là cái lần phép ở trên trời xuống. Cục lửa sáng chân sinh giận. Đá vô em cái chán tôi nó cứng luôn. Dạ. Rồi tôi mở mắt ra tôi đập vào đầu vô gối vậy nó cứng. Một cái vòng đó nó cứng rồi. Rồi thêm cái cục đó nữa. Dạ. Cứng. Đó do nên như vậy đó. Rồi từ
Đó tại sao rồi ông trên nó cho tôi thấy, kêu tôi làm bệnh độ bệnh. Dạ. Độ bệnh tà có nè, bệnh căn có nè. Rồi nhiều khi có nhầm bữa mà tôi ngủ đó hen, rồi cho tôi thấy là coi tôi đi một con đường đó, tôi đi lên một con đường tôi thấy một đường nó tối tối ngang, tôi thấy mặt bộ đồ đen đông lắm. Dạ. Mà đi mịt mà tôi đi theo, mà tôi đi lẹ hơn mấy người đó, đi chậm hơn. Dạ. Rồi tôi thấy đi bay bụi luôn, mà tôi đi theo quyết liệt mà không được. Tự nhiên lương tâm tôi suy nghĩ, tôi nói cái này chắc bị tù tội hay gì đây, chết xuống nè. Dạ. Bị tù tội hay gì đây nè. Đó, cho nên rồi tôi mới trở lại. Là tôi trở lại một con đường về gốc Lâm Vồ, mà về cái hướng ở chạy ruộng nè. Dạ. Về hướng đó đó là một con đường nó sáng một cái cực kỳ luôn. Dạ. Hết tưởng hình dung luôn. Ừ. Thấy á, rồi một đường đi xuống Cần Thơ chạy ruộng của Phật thầy á. Dạ. Thì lên gốc Lâm Vồ đó đó, con đường đi xuống Cần Thơ đó cũng sáng, mà sáng không bằng đi đường chánh. Một đường lên một đường xuống. Một đường bên đây nó mờ mờ mình thấy dẫn đi đó. Ừ. Đó. Dạ. Do nên là thấy vậy, rồi giúp mình thức dậy rồi tôi ra tôi cúng. Cái đó cũng màu vậy em ha, một đường về chùa thì sáng, còn một đường xuống Cần Thơ là cũng như nó u ám. Nó cũng sáng mà sáng không bằng. Dạ. Còn đường đi tới á, rồi cũng như đi cái đường cũng như đi về Hà Tiên vậy đó. Dạ. Mà rộng lắm, thấy tối mờ mờ người ta đi như vậy đó. Dạ. Dạ thưa ông Tư, ông Tư cho con hỏi thăm ông Tư. Là ngoài những lần đó ra thì ông Tư có được đi đâu chơi nữa hay không ông Tư? Cái chuyện mà đi chơi thì không có đi chơi thì. Nhưng mà đi đầu này đầu kia. Dạ. Nhưng có một lần tôi bay không à. Ừ. Là coi như tôi bay xuống dưới xe đét á. Dạ. Bay xuống mà đi xuống ngay chân ở chỗ cái cục điện đó. Rồi sau này tôi trở lên. Là tôi bay về, là coi như là chiếu hồ quang như này, sáng rực luôn, xanh dần, gốc cỏ mình cũng thấy nữa. Dạ. Thấy vậy đó, mà nhưng mà thấy cũng rất nhiều lần. Rồi mà các vị Phật không cho tôi thấy, mà sao mà nửa đêm mà tôi thức giấc ở trong mùng á, tôi nói nó thơm bát ngát luôn. Dạ. Là tôi ra tôi cúng liền, tôi nói cái này chắc cũng có một vị nào về đây để thăm mình đây. Dạ. Do nên mình sẽ coi tỉnh bơ luôn, không có ngày ngặt. Lúc mà tôi ấn tương đó hen. Dạ. Là tôi đâu có gần vợ tôi đâu. Dạ. Coi gì tôi ở trước không mà vợ tôi nó nó ở làm sao quá hả? Cái đó kêu bằng cách ly. Cách ly. Dạ. Nó như vậy đó, không có gần vợ. Dạ. Mày... thưa ông Tư cho con hỏi thăm ông Tư. Thì ông Tư là bệnh đã được bao nhiêu năm rồi ông Tư? Theo cái đó thì tôi tính không biết bao nhiêu. Mà lúc cho tôi đó tới giờ cũng lâu à. Dạ. Cái bên bệnh hoạn đặt thí dụ mình đi ra. Mình giờ mình thấy. Mình thấy người ta bệnh như thế nào. Mình giờ mình biết. Cái người nào bệnh thiệt. Giờ người nào bệnh căng. Nhiều người nào mình thà cho thấy hiện lên chân, hiện lên gương mặt hết. Dạ. Còn nói chung qua tôi nói thiệt với mấy anh nha, không phải có sao là tôi nói vậy. Mình giờ mình thấy mình biết rồi, cái bắt mạch không biết. Nhưng mà cũng phải bắt mạch nha. Dạ. Có cái hình thức cho người ta tin tưởng. Mình hốt thuốc người ta về người ta uống hết. Dạ. Mình hốt rồi là về người ta uống hết. Mà mình phải kêu người ta giải nghe là niệm Phật. Phải tin Phật mới được. Tin mới được, uống thuốc nam phải tin Phật. Uống mới hết. Thì lại tới ông nào cũng vậy thôi. Giả sử như cái người đó bệnh mà đi lại có phần dông hay phần gì theo đó là thấy liền. Biết. Thấy nó biết thấy, liền. Biết liền. Là bên tà và bên chánh. Thì là cái nào bên của quyền của người ta về cho người ta. Dạ. Rồi mình dìu dắt người ta. Mình kêu của quyền người ta. Cổ quyền ta lên nói liền. Sao vậy á. Dạ. Thì... Dạ thưa ông Tư. Ông Tư cho con hỏi thăm á. Hiện tại bây giờ á.
Thì khi ông Tư đi ban đêm á, ông Tư có khi nào tình cờ gặp được những cái dông ban đêm không ông Tư? Có chứ, sẵn chịu có đấy chứ, thấy. Là ông Tư thấy ha? Thấy chừng, ban ngày cũng thấy nữa, cũng đó, bây giờ là ông Tư có thể kể lại cho bây giờ ông thấy nữa một vài lần hay không? Bây giờ tôi nói cho hai anh nghe là coi như sẵn chiều là tôi đi. Dạ. Chạy xe đạp, chưa có chiếc xe ông ra. Dạ. Là tôi nói nó tránh ra rẹt 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 rồi ông thấy chưa? Dạ, là buổi chiều. Buổi chiều, chân dạ, chân dạ là thấy. Dạ. Ừ. Wow. Còn nhiều khi mà tôi ở nhà mà tôi uống nước trà tôi dòm qua bên mép bên sông mà cái rạch nhỏ như đâu có lớn đâu. Dạ. Mà tôi thấy nó đi. Thấy thật chân à? Ừ. Nó đi như mình vậy đó, nó không có khác chỗ nào chân á. Dạ. Nhưng mà cái hồn của nó tụ lại nha. Nó tụ lại, nó đi ăn như mình vậy đó. Dạ. Không khác. Gì không à. Là mình nhìn vô nó giống như người bình thường. Rồi mình nháy con mắt ha. Là coi mình nháy con mắt cái là nó tan ra liền. Bị cái bằng hồn bằng gió. Nó bằng gió. Gió nó tụ hay gì? Ừ. Cái mà nó tụ lại nó hiện lại cái mình thấy. À. Là mình thấy y ra nha con người vậy đó. Dạ. Cái độc đáo vậy. Mà tôi thấy ăn thường thường á nó biến đủ thứ hết. Ừ. Nó quá là con bò, con trâu hoặc con chó, con vịt, con cá. Dạ. Nó biến quá nó đủ thứ ra. Dạ. Cái đó là nó ném về là nó chết, ném về nó tà, nó không tu đó. Dạ. Thành ra cái nghiệp nó phải vậy. Dạ, như vậy là ông Tư đã từng bắt gặp là cái cảnh là nó đi ngang bên sông ha ông Tư ha. Ờ, thấy. Ông Tư đang uống nước trà ha. Ờ, đang thấy rõ ràng vậy đó. Giờ mình thấy biết rồi đó, để giờ mình coi thế nào. Nó phớt ngang vậy cái là có cái cây nào mà nó lớn vậy thôi. Dạ. Mà đi ngang qua vậy là nó phớt ngang cái là nó biến liền, mất nó, liền. Nó đi xuyên qua cái cây luôn. Ừ, biến liền. Coi như mình không thấy nó nữa đó. Dạ, ngộ. Phút cái cây mình không thấy. Mà là. Dạ. Mà mới là buổi chiều thôi. Ừ. Mà là ông Tư đã thấy rồi. Thấy dạ. Là lúc đó là thấy nhiều lắm. Đi tùm lum đi chỗ nào cũng có chứ. Dạ, còn lần nữa. Nào nữa hay không ông Tư có thể kể cho con được nghe không ạ? Có một khúc á, cũng giờ mình thấy. Mà nữ, là coi tóc là xả luôn. Dạ. Xả, đi ngang đường nhà tôi chạy xe đi. Vừa tới là mất tiêu. Nó con ở đó nữa. Vừa chạy tới nhà ông Tư là mất tiêu. Không có, mình đi ngoài đường á, mình đi xa, mình đi ngoài lộ đó. Dạ. Mình chạy xe đạp mình đi mà là nữ không? Không là nữ. Nữ mà xả tóc. À. Rồi lúc đó là đi đối diện ông Tư. À. Rồi phớt ngang cái mất tiêu. À. Cái đó là thấy gì thôi. Nó rồi nhiều cái giai đoạn rồi tôi nói với chú nghe nha. Một thời gian sau này đó, tôi thấy là đứa cháu nó bệnh. Dạ. Đứa cháu kêu ngoại đó, kêu ngoại. Đây nè, nói với này nè. Dạ. Thì sao mà không biết tự nhiên là tôi đi dưới. Mày mép bên sông nha, tôi ở mép bên sông. Mà tôi nhìn qua nay tôi thấy. Dạ. Một nam một nữ. Ừ. Chết mà còn lòng chinh nha. Mà nó khóa đứa cháu tôi ra là tôi thấy rồi là tôi xuống đó tôi dòm qua tôi thấy nó ở trên bụi tre. Ừ. Bắt đầu tôi mới hai tay tôi mới đi gì đây nè tôi trưởng gì nè. Dạ. Là hai lần phép qua đó, té xuống liền, té xuống đó mất tiêu luôn. Dạ. Cái đó bạn thấy rõ ràng sự thật vậy. Dạ, nhưng mà đứa cháu ông Tư là bị hai cái bị cái dòng đó nó cái dòng nó đó, phá rồi nó lồng kinh nó phá. Dạ. Rồi từ đó sao cháu tôi nói còn á mới đây nè tôi nói với chú nghe nha. Dạ. Mới đây thôi cho tôi thấy cái gì mà cặp mắt tôi nha bữa nay nó sáng dài gì nè cũng như cái đằng biên. Dạ. Hai bên này nó trội gì cái trên đằng biên mà dài ha cũng như cái đằng biên mà rọi có cái ánh sai nè. Dạ. Có lần sai nè là giờ mình thấy nha hai con mắt giờ mình thấy dài là tôi mới đây nè mà tôi suy nghĩ qua tôi không biết gì sao. Ừ. Mà không biết dám nói hay không nói thải đi có gì đó nếu gì nhiều khi á quyền di là ở trên cho mình cái đó mình phải giữ để dạ. Dành đó để rồi mình để cứu người. Dạ thưa ông Tư con để ý vô đôi mắt của ông Tư thì con thấy đôi mắt của ông Tư có cái điểm khác lạ khác
giống như là cái chồng chính giữa chồng đen đó ông Tư, thì nó có một cái viền xanh nó chạy bao quanh đôi mắt của ông Tư đó, ông đúng Tư rồi. Có để ý không? Chỉ cục trạng của ly không? Dạ đúng rồi. Thường thường nó không có, thường thường cái nó có vậy đó. Không có, người thường thì không có đâu, nó chỉ có chồng không đen có, ý tôi nói tôi bình thường á. Dạ. Lâu lâu cái gì trở lại bình thường, nó không có. Nó có. Mới 2 tháng này thôi. Dạ thưa ông Tư, như vậy là đôi mắt của ông Tư bình thường thì nó sẽ mất đi cái viền xanh đó ha. Thường hồi đó là nó không có, nó mới có đây. Một thời gian có. Dạ. Thời gian cái nó hết. Dạ. Hết bây giờ nó có lại. Hèn gì đôi mắt của ông Tư nó lạ quá, cho nên ông Tư nhìn ra những cái câu chuyện tâm linh nó tâm linh không có lời giải thích. Dạ. Nhưng mà tôi nói thiệt ra, đi ra là tôi không dám nói ai chứ. Dạ. Thấy sao là để vậy? Nhưng mà những, tại con chú ý cho nên con thấy được cái đôi mắt lạ của ông Tư. Vậy đặt thí dụ anh em nào, các chị nào mà có bệnh đó, tôi không bao giờ tôi nói đâu. Chừng nào có người ta mùi á. Dạ. Thấy không? Mà người ta có nhân viên á, căn viên mà người ta tới mình á. Mình mới cứu. Cứu người ta. Mình mới giúp được. Dạ. Chỉ là thấy Đức Phật thôi, cũng nhiều Đức Phật vậy thôi, thấy vậy thôi. Thấy Phật gì chú ơi? Thấy Phật Thích Ca. Dạ. Phật Di Đà. Dạ. Rồi thấy mẹ Quan Âm. Dạ. Là thấy vậy đó. Dạ. Dạ thưa ông Tư, ông Tư có thể kể cho con những cái trường hợp đặc biệt mà làm ông Tư hết hồn khi mà ông Tư nhìn thấy những cái vong đó không ông Tư? Cái vong đó thì mình nhìn thấy. Có khi nào ông Tư hết hồn không? Không. Dạ. Cái đó coi như vậy là mình nói cũng nhờ trên độ. Không bao giờ hết hồn. Nhưng mình thấy đó, mình để đó đó. Dạ. Mình muốn cứu người ta đó là mình nói với người ta. Dạ. Cái chuyện đó, như vậy hay đó, có cái dòng vậy đó. Dạ. Thì theo cái dòng, nạo thai nó cũng trở về nữa. Nạo thai cũng về luôn hả? Cũng về luôn, nó vô trong. Có lần nào ông Tư trị bệnh cho cái trường hợp đó chứ ông Tư? Đủ hết. Ông Tư có thể kể lại cho con biết được cái bữa trị bệnh đó nó ra làm sao không ông Tư? Thì cái bệnh mà nếu mà nạo thai đó, nó về đi. Dạ. Kêu nó lên, kêu nó bước lên Mỹ thì nó thở hai cái đầu gối nè. Đu hai cái đầu gối ông Tư ha. Do nên nó ở hai cái đầu gối này nó nặng. Đã lại tới nói thầy tôi bệnh gì mà nó nặng. Dạ. Giờ mình thấy nó hiện lên ra gương mặt luôn mà nhưng mà nó ở dưới này nè. Nó nấp ở dưới hả? Ừ. Dạ. Là mình thấy là mình nó ở giờ nó có cái dòng nó nạo thai. Giờ nó gì vậy? Dạ. Giờ muốn cho nó nói không tôi cho tôi khai khẩu cho nó nói. Dạ. Đó do nên như vậy đó là mình ra chịu là mình khai khẩu liền. Dạ. Rồi hỏi tên họ nó đặt trước nhầm đứa đâu đặt tên. Dạ. Còn mấy đứa mà nó chết mà đặt tên rồi nó chết nó em thì mình nói nó thì cái tên là biết. Nó nói nghe chăng luôn. Là cái người mẹ đó cũng hết hồn luôn. Người mẹ đâu có biết đâu. Dạ. Mượn cái khẩu người mẹ đó nó tôi thương mẹ nó. Dạ. Rồi nó theo mẹ nó thương quá thương nó. Nó trở lại vậy. Dạ. Như vậy thì cái trường hợp đó rồi ông Tư xử lý như thế nào ông Tư? Thì coi như vậy là thân nhân ta tới nè, thân nhân ta nè. Dạ. Bây giờ người ta kêu ta mượn rồi, giờ thôi đưa cho nó về chùa tu. Rồi thì mình làm đi. Dạ. Mình kêu nó, rồi giờ thôi bây giờ, mày giờ đi tu đi. Chứ mà vô trong này mày đâu có ăn cái gì được, mày đâu có làm gì được. Thôi giờ mày tu đi. Tu mau đắc quả lắm. Mày đắc quả rồi thì đắc, rồi mình trở về mình làm phước. Dạ. Cho mày mượn xác, mày cứu dân đâu thế. Cái nó chịu. Bây giờ hỏi chứ mà chịu ở chùa nào? Giờ nó nói nhiều khi cái mấy cái phần đó nó không biết. Nó không biết chùa nào. Giờ mình kêu nó thôi giờ đi về ở chùa thầy. Về đó cũng sơ kỳ hương á. Dạ. Thôi về đó tu. Đưa cho về. Cái nó chịu. Dạ. Nó chịu thì mình nói thôi giờ thì vậy mày bước ra đi. Thì bắt đầu là nó bước ra là cái xác nó té liền mà mình biết. Dạ. Kêu chồng ở đó đi chuẩn bị là đỡ. Dạ, là trước khi mà cái dòng nhi đó nó xuất ra nó xuất ra cái người mẹ sẽ xỉu liền hơn tôi xỉu chứ. Dạ. Bởi vì nó ở trong đó lâu rồi
thì da nó có người ở đỡ, hai cái giờ nó xuôi da vậy nè, coi vậy là nó vậy nè, cái bắt đầu nó cớp cớp vậy nè, bắt đầu nó gì là nó da nè. Dạ, có mình bằng bệnh là mình biết rồi. Hai cái giò nó sẽ tự nó câu lại với nhau. Đó, cũng như vậy nè. Tôi nói điển hình cho chú nghe. Đó, thường thường ta gì đi, phải không? Dạ. Cái bắt đầu cái nó gì cái nè. Nó vô gì nè. Dạ. Đó, vô gì nè. Bắt đầu nó da nó phải gì nè. Mà dạ, nó mập cái này nào phải đụng cái này nè. Thì nó da. Dạ. Nó vậy đó. Dạ. Mà nhỏ lớn gì cũng vậy luôn. Như nếu là... mà... cái trong cái cổ quyền của người ta đó, dạ, thì từ đầu xuống tới ngực à, dạ, tổ cô ngay ngực không à, dạ, bà tổ cô bà đánh cô, còn cái phần nhỏ thì ở dưới này, dạ, mà nó có cái này nữa, tôi nói rồi là mấy anh biết, nếu mà những người biết làm là mạnh, nó ra nhiều nó trốn cũng hay lắm nha, dạ. Nó trốn nữa hả chú Tư? Trốn chứ. Ông Tư. Trốn chứ. Dạ. Bởi có người á, tôi dòm mạng cho tôi dòm tôi thấy á, là không được. Dạ. Tôi thấy tội nghiệp quá, tôi nói phải có mình đây, mình chạy riêng. Dạ. Để lấy ra. Nó ẩn vô đó thôi. Là tất nhiên là cái, nó không ra. Mình chụp nó ra. Buộc hết mà có vô chỗ dơ. Dạ. Phải không? Trước khi đặt cái vụ mình thấy, là mình dòm biết cái dòng gì hả, hoặc là bên nào mà nó mạnh. Dạ. Thế nào nó cũng trốn nó lộng lại mình. Nó phải trốn. Lại tới mình đừng nói gì chứ. Mình đứng trước mặt nó, cái người bệnh đó, đó. Phán ngày đó liền. Phán của bóng. Dạ. Mình phán đó là nó không có vô đó được. Là tất nhiên cái trên mình tuột xuống được. Dạ. Đưa ra. Dạ. Dạ thưa ông Tư. À, từ trước tới giờ, từ khi cái lúc mà ông Tư làm bệnh tới bây giờ ông Tư. À, ông Tư đã cứu được bao nhiêu người rồi ông Tư? Trời ơi, đâu có tính được. Biết bao nhiêu nữa. Nhiều lắm. Nhiều lắm rồi hả ông Tư? Không phải nhiều. Tôi làm đây nè, tôi uống thuốc đây với làm bệnh đây cũng rất nhiều lắm nè. Dạ. Rồi một lần nữa tôi thấy trong chùa này nè. Coi như là ngồi cũng đông lắm. Mỗi một người cái ghế cho nghe. Coi là coi như vậy là ngồi niệm Phật. Dạ. Rồi là mọi người ra là ngồi cái ghế có cái bàn vuông gì là nhiêu nè. Dạ. Sao mà tại đây nè. Dạ. Tôi thấy gì đó, rồi ngồi niệm Phật rồi là tự nhiên á. Mỗi người có cái bàn như vậy là cơm ở đâu không biết, tự nhiên dưng lên. Mỗi một cái bàn là một mâm cơm. Dạ. Thấy rõ ràng nha, tôi thấy biết cái chân. Dạ. Chỗ này cũng linh lắm nè. Dạ. Thành ra cho nên tôi xuống đây hoài. Dạ. Dạ. Con xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của ông Tư đã gửi đến con cùng với quý vị Phật tử trong ngày hôm nay ạ. Con xin cầu chúc cho ông Tư luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày ạ. Vậy thôi, tôi cũng cầu chúc cho hai anh cũng nhiều sức khỏe để lo đi cứu người, hoặc là mình đi mình nhiều gác những người ta trở lại con đường Phật pháp đó tu. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin chào ông Tư. Vậy rồi cả nhà ơi, vừa rồi là những câu chuyện tâm linh xoay quanh ông Tư, một ông đạo ẩn đã được Ngôn gửi đến cả nhà mình trong ngày hôm nay. Vậy rồi, đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nha. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày ạ. Xin chào.